Sao? Thấy sao? Ôi, đúng là thần dược. Rồi còn ông thầy mát tay nữa. Thôi, đúng là đỡ nhiều rồi đó nghe. Thoải mái đi tới đi lui mà không có đau đớn gì hết. Ôi cha, hay quá vậy anh Tư. Trời ơi, mà cái này dễ chữa lắm anh ơi. Dạ. Sao, công việc của anh sao, mọi chuyện đỡ không nè? Dạ, cũng nhờ trời thương, thành ra mọi chuyện cũng tốt đẹp hết trơn á. Vậy mọi chuyện cũng lợi lắm. Lúc mà anh dời đi rồi á, dạ, là tôi có tới tìm. Nhưng mà mọi người không có biết anh dời đi đâu. Rồi tôi hỏi, nhưng mà hỏi quá chừng luôn là không ai biết hết. Dạ. Không ngờ trong cái rủi á, rồi có cái may. Tự nhiên cái bị trật chân dày. Dạ. Cái tới đây gặp lại được người bạn xưa mừng quá đi. Cảm ơn anh. Mới đó mà 20 năm rồi đó ha. Dạ. Nhanh thiệt. Nhanh thiệt. Dạ. Thuốc ho của cha nè. Cảm ơn con. Dạ. Mấy hôm nay trở trời nên tôi cũng khó chịu trong người. Con nhỏ nó dễ thương quá. Tôi hỏi nè, hỏi thiệt nha anh Tư. Dạ. Nó có chỗ nào chưa? Dạ, cũng đã có mấy chỗ hỏi rồi. Vậy à? Nhưng mà tôi thấy nó còn nhỏ dại, với lại nó còn khờ lắm, cho nên là tôi chưa có muốn gả. Với lại ở nhà chỉ có 2 cha con à, một tay nó lo quán xuyến mọi chuyện trong gia đình hết đó anh à. À, anh Tư à, thật lòng là tôi cũng đang tìm cái chỗ nào đàng hoàng cho thằng Tư con trai của tôi. Dạ. Nếu mà con nhỏ nhà anh á, dạ, chưa có chỗ nào thì xin phép anh cho tôi rước nhỏ về cho con trai của tôi. Dạ thưa anh, thân phận gia đình của chúng tôi á, là thấp hèn lắm, sao mà dám đèo bồng. Anh Tư với... anh đừng có nói vậy, anh yên tâm đi. Nếu mà con gái nhà anh mà đã về nhà tôi rồi thì nó giống như là con cái ở trong nhà vậy mà. Nghe anh yên tâm, anh là người ơn của tôi. Nếu hồi xưa mà không có anh đó hả, anh cứu tôi á, thì cái mạng tôi cũng không còn. Nè, tụi mình hồi xưa là bạn với nhau mà. Nếu ngày đó mà gia đình anh chưa có vợ đi đó nghe, thì coi như là không chừng mình là một nhà với nhau từ lâu rồi đó. Nhưng mà con Thảo nhà tôi á, nó còn khờ dại lắm. Tôi chỉ sợ nó về làm dấu bên nhà anh á, chỉ có làm phiền thôi. Anh yên tâm đi, anh đừng có lo gì hết á. Một khi mà con Thảo nó về nhà tôi rồi thì coi như là nó là con của tụi tôi rồi nghe. Dạ. Anh cho tôi suy nghĩ lại. Rồi, nhưng mà thời gian ngắn thôi nghe. Cái chuyện hệ trọng như vậy á, xong không nói cho tôi biết trước để còn bàn tính nữa chứ. Cha à, ở cái xứ này á, thiếu gì gia đình giàu có muốn mừng xui với nhà mình. Cớ chi lại phải đi xuống cái chỗ xa xôi hẻo lánh rồi làm xui với cái gia đình nhà nông dân như vậy. Với lại hả, con nghĩ đường xá xa xôi, nhà mình đâu có biết được hả, là cô gái đó là người như thế nào đâu cha. Cha thấy cô gái đó rồi. Và lại đó cũng là cái chỗ ơn nghĩa bạn cũ ngày xưa của cha đó. Ông nói vậy là sao? Nó là con gái của anh Tư, là bạn thân của tôi đó, là cái người ơn nghĩa của tôi lúc trước đó. Ông tính lấy hạnh phúc của con ra đánh đổi vì cái chuyện tình nghĩa lúc trước hay sao? Nếu mà chỉ vì ơn nghĩa thì tôi chẳng có mừng vậy đâu. Nhưng mà do tôi tiếp xúc với con bé đó, tôi thấy nó hiền lành, dễ thương, rồi lễ phép nè, có hiếu nữa. Đó, tôi mới chọn nó. Với lại tôi mong rằng khi mà thằng Tài nó lấy con bé đó rồi á, nó sẽ làm cho con mình hướng thiện chí thú làm ăn, không có hư hỏng như bây giờ nữa. Cha, nhà con nhỏ đó gia cảnh ra làm sao, giàu hay nghèo? Nhà đủ ăn thôi, nhưng mà con nhà đàng hoàng, sống lễ phép đạo đức. Vậy là cái dân bần nông nghèo hèn rồi đây nè. Trời ơi, bộ người ta nghèo là một cái tội hay sao mà hở ra cái là bà ngạo người ta vậy? Ông nói vậy á, ông khác nào ám chỉ tôi là con người cay nghiệt.
tôi có dám nghĩ như ông nói đâu. Là con dâu nó nghèo là nó có tội. Mà ý của tôi ở đây á, là tôi chỉ sợ người ta có ẩn ý gì sau cái chuyện kén vợ gả chồng đây nè. Dạ thưa cha, má nói phải đó. Không chừng á hả, là người ta muốn bước chân vô nhà này để mưu lợi cầu danh đó cha. Người ta âm mưu á hả, tính từ một con bốc thuốc trở thành một bà hội đồng giàu có đó cha. Cha với má coi tính lại làm sao đi. Chứ con á hả, là con không có ưng cái bụng mà kêu hả cái thứ cùng đinh như vậy bằng chị dâu đâu cha. Sao kỳ vậy? Sao má con bà mà thấy người ta bần hàng cái là kiêu ngạo rồi nhạo người ta như vậy? Phàm là con người dù giàu hay là nghèo, miễn cái tâm người ta sống có đạo đức, có lễ nghĩa, như vậy là quý rồi. Cha nói phải đó má. Tới mày nữa. Có kén được người vợ nhu mì, hiền lành lễ phép như vậy á, thì mới mong cải tạo được bản tánh cao ngạo của cậu Tư nhà mình. Chứ kén mấy cô môn đăng hộ đối, dễ dầu gì họ chịu hạ mình để trưởng chí cho chồng. Thôi, bây giờ chuyện này coi như tôi đã quyết. Từ giờ trở đi tôi không muốn ai ở trong nhà này bàn bạc gì hết. Nghe rõ chưa? Dạ. Má, má coi cha kìa, tự dưng khi không khi khổng hả, đi rước cái thứ nông dân về làm dâu cái nhà này. Bạn bè con á hả, nếu mà biết chuyện này chắc cười vô mặt con chết luôn á. Làm sao mà con dám nhìn mặt người ta chứ. Anh Tư, sao tự nhiên chuyện của anh mà anh không lên tiếng gì hết trơn vậy? Đàn ông có quyền năm thê bảy thiếp mà. Bây giờ á, ưng cô này, mai mốt không ưng nữa thì kiếm cô khác, có gì đâu. Hơn nữa nhà mình ruộng lúa cò bay thẳng cánh, của cải ăn ba đời không hết mà. Phân biệt chuyện giàu nghèo làm cái gì? Miễn sao nó biết thân biết phận, đừng có xen vào chuyện tự do của tôi là được rồi. Anh Tư đúng là suy nghĩ nông cạn mà. Mày nói cái gì đó? Không có gì hết. Hồi đó má sinh mày ra, cái mỏ mày ra trước phải không? Má, anh Tư đúng là suy nghĩ nông cạn thiệt đúng không má? Tự nhiên dâng hết tài sản cho nhà con nông dân đó. Má, má liệu mà tính đi, má nói với cha làm sao đi. Dạ đúng rồi đó má. Tánh cha bay sao, không lẽ bay không biết? Bay còn biểu tao tính cái gì nữa chứ? Con không biết đâu. Con là con chỉ lo thiên hạ nói là nhà mình á hả, không có biết chọn dâu. Ôi, có gì đâu mà tụi bay mần rộn lên cho nó mệt vậy. Bất quá nó mang danh là mợ Tư, con dâu nhà bà hội đồng, nhưng mà nó ở trong nhà chỉ giống kẻ ăn người ở thôi. Má, má tính vậy con thấy không phải chút nào. Dù gì á, mình cũng cưới họ về thì cũng phải đối đãi sao cho đặng, để người đời không chê cười. Mấy cái đứa nhu nhược như bay á thì đừng có lên tiếng. Bây giờ á, bay tính hùa theo cha bay giải khôn tao đó hả? Dạ con xin lỗi má, con nào có ý đó. Chẳng qua mợ Tư sẽ là người trong nhà, cho nên con muốn hết thảy mọi người đều yêu thương cho cha vui lòng. Cha đã cực khổ chèo chống cho gia đình này để má con mình được sống sung túc, cho nên con không muốn cha bận lòng về chuyện nội bộ của gia đình. Phải rồi, mày á là con của cha mày chứ không phải là con tao. Má, mày không quan tâm tới tao vui hay buồn gì hết á. Thiệt là vô phước mà. Má, cha mới báo là sắp cưới vợ cho chú Tư rồi đó. Thiệt hả? Nó cũng lớn rồi nên yên bề gia thất là vừa. Tôi với mình cưới nhau đã lâu rồi mà không có con. Chú Tư mà lấy vợ về có con là tôi với mình phải lo đó. Có gì mà mình phải lo? Mình không sinh cháu cho cha má được thì để cho vợ chồng thằng Tài nó sinh cũng tốt mà. Cô ấy mà về cái nhà này mà có được đứa con nối dõi cho gia đình á, là có ngày tôi với mình phải đi ra đường ở đó. Mình chưa biết cô ta tốt xấu ra sao, mình suy đoán như vậy có quá sớm không? Trên đời này chắc có mỗi một mình là vô tư đến độ nghĩ ai cũng hiền lành giống như mình hết đó. Ai cũng có mặt tốt hết đó, đừng có lúc nào cũng chăm chăm vào mặt xấu.
rồi suy đoán này nọ không hay, chỉ rước thêm phiền vào lòng. Nói chuyện với mình càng nói tôi càng tức mà. Có chuyện chi mà nhà mình thấy không được vui vậy? Cha thông báo với cả nhà là đã chọn được vợ cho thằng Tài rồi. Cậu Tư chịu dừng chân lấy vợ rồi hả? Mà cô gái đó ở đâu? Cô ta ở đâu miệt dưới á, là cha chọn cho nó. Ngộ ta, ở cái xứ Bạc Liêu này thiếu gì con gái nhà quyền quy muốn làm mợ tư nhà mình. Tại sao cha lại đi chọn con dâu xa vậy? Ngày đầu á, cô ấy là con gái của người bạn cũ của cha. Điều mà cha muốn chọn cô gái đó cho thằng Tài là vì cô ấy hiền lành, nết na, lại có hiếu. Cha nói hy vọng cô ta sẽ giúp thằng Tài chí thú làm ăn, bỏ được tật xấu chơi bời của nó. Anh hai thì quá hiền, không đủ sức đảm đương công việc của cha sau này. Có lẽ vì vậy mà cha đặt hy vọng vào cuộc hôn nhân này khá nhiều. Thì ra ông ta đang muốn thay đổi con trai để sau này yên tâm mà giàu tài sản. Tôi sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra đâu. Dạ chào ông hội đồng. Ủa, bữa nay có cậu Tư đi theo phụ ông nữa hả ông? Có gì lạ đâu, cậu Tư là người thừa kế tài sản của cha nên đi theo phụ việc. Dạ tại con thấy thường thường đi là con chở ông đi, bữa nay có cậu Tư đi nữa để con đi ra ngoài kêu thêm chiếc xe nữa nha ông. Đi lẹ đi, nhiều chuyện quá. Dạ. Đi đi. Dạ, dạ con chào ông. Chào Dương Ba, chào cậu Tư. Sao lúa gạo năm nay thâu tới đâu rồi? Dạ thưa ông, con đã thu gần hết rồi, nhưng còn sót lại mấy nhà con chưa thu đủ vì năm nay mất mùa. Con có biên lại hết trong này nè ông. Dạ thâu được chừng này vậy là cũng khá rồi. Dạ mấy nhà còn lại nếu mà bà con người ta khó khăn đó. Dạ. Thì thôi thì cứ để mùa sau. Dạ. Rồi họ làm khấm khá đó, họ trả lại cho ông. Dạ dạ. Nghe. Dạ con biết rồi. Tư. Dạ. Hiểu. Dạ. Nè, mày coi ở trong cái sổ sách này có gì không hiểu á, chú có thông á thì hỏi Dượng Ba nó. Dạ. Nghe. Cha yên tâm. Thôi mừng đi ngang. Dạ. Dạ ông đi. Quản gia Biểu. Dạ. Biểu, để lên. Có chuyện gì cậu? Ông là quản lý ở đây, ông có biết con nhỏ đó đó nó là con cái nhà ai ở cái xứ này không? Chuyện này á, cậu nên hỏi thằng Sáu Hổ á. Sáu Hổ hả? Dạ. Thì nó đâu? Dạ, nó ở đằng kia. Vô dụng quá. Nè, nghỉ tay chút đi. Cậu chủ tôi muốn gặp cô. Ủa, cậu chủ của anh là ai? Tôi có quen với cậu chủ của anh không mà đòi gặp tôi? Không có quen, nhưng mà cậu chủ của tôi thích vậy đó. Cô liệu đi gặp cậu chủ đi. Tôi không có rảnh, cậu chủ muốn cái gì á thì tới đây mà gặp tôi. Nè, nói cho cô biết, cậu chủ của tôi là con trai của bà hội đồng, giàu có nức tiếng nhất xứ này. Nếu cô không đi thì coi chừng cha con cô sống không được yên đâu. Ha
thầy ơi. Lâu lâu rồi, có dịp mà. Ngồi mà má Năm. Cậu xà láng đi, sợ gì. Tôi nghe nói cậu đưa có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Cô ngồi xuống đó đi. Nói gì thì nói lẹ đi, tôi bận lắm. Cô không biết là cô đưa nói chuyện với ai không? Hương đồng cỏ nội có khác. Đơn giản, mộc mạc, nhưng chắc cũng có nhiều gai. Cậu Tư kêu cô tới đây chẳng qua là muốn làm quen với cô thôi. Không ngờ cái xứ xó xỉnh này mà lại có một bông hoa xinh đẹp như em, mà lại còn thơm nữa chứ. Nè. Nè. Chỉ cần em chiều theo ý của cậu, em muốn cái gì cậu cũng sẽ cho em hết. Thôi đi, tôi xin cậu hãy tự trọng. Tôi đã có đính ước với người thương rồi. E là tôi không có thể ở lại đây lâu để hầu chuyện với cậu được. Tôi xin phép cáo từ. Nè, ê. À, trốn tránh cậu à? Em nhắm em trốn tránh được bao lâu? Ở cái xứ này mà, ý cậu là ý trời. Để rồi coi, em không bao giờ thoát khỏi bàn tay của cậu đâu. Ê, anh ba. Kệ. Nắng quá ông ơi. Như vậy á là năm nay mất mùa nữa. Cái điều này chắc chết quá. Ừ. Dạ chào cậu Tư. Chào Dưỡng ba. Ờ. Ừ. Anh không về với tôi sao? Cậu về trước đi, tôi cần phải giải quyết một số chuyện. Lát nữa tôi về sau. Tranh thủ nghe, về dự đám cưới của tôi đó. Tôi cũng thực sự không ngờ chính cô ta là người mà cha đã chọn cho tôi để làm vợ đó. Nhưng mà cô ta cũng nói là đã có người yêu rồi. Cậu không ngại chứ? Ngại gì chứ, có người yêu rồi thì sao? Chắc chắn cô ta phải là vợ của tôi thôi. Ừ. Tôi đi trước nha. Mày biết nhà của cô ta không? Cô gái mà cậu Tư đòi tới vừa rồi đó hả Dương? Ừ. Giờ biết chứ, nhà cô ta cách đây một cánh đồng thôi. Dẫn tao tới đó. Dạ Dương. Dạ nhà cô ấy ở phía trước. Công của mày nè. Khoan, làm cho tao thêm một chuyện nữa. Dạ Dương cứ say bảo. Chuyện này. Mày yên tâm đi, tao sẽ trả thêm cho mày. Tưởng chuyện gì chứ chuyện này tôi bằng được. Nhớ nha. Rồi. Dạ. Bây giờ mày bận công việc đi nha. Tao đợi mày ở bên kia. Ừ. Trao đời con gái của người ta cho anh rồi đó. Kể từ bây giờ anh phải đối xử tốt với em đó nha.
Lẽ nào mà anh lại đối xử không tốt với một người xinh đẹp đáng yêu như em chứ? Anh, khi nào thì anh mới tính qua nói chuyện với cha má em để xin cưới em vợ? Cái chuyện cưới xin không phải ngày một ngày hai. Anh phải chuẩn bị từ từ chu đáo mới tới nhà em được chứ. Nhưng mà bao lâu? Người ta đã trao đời con gái cho anh rồi đó. Anh có nói là không cưới em đâu. Cái quan trọng là phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Lấy em về lúc đó em nở mặt nở mày với bà con thiên hạ. Em hiểu không? Như vậy thì được. Em á, em phải tin tưởng anh. Thấy không? Vì em á, mà anh phải thuê một nơi sang trọng như vậy. Đó, em có biết tình cảm của anh dành cho em như thế nào không? Em biết rồi. Em yên tâm đi. Anh á, sẽ lo cho em một cuộc sống sung túc. Em sẽ trở thành một bà quản. Đây là phần của mày, tao thưởng thêm. Dạ cảm ơn Dượng. Nè, không được hé răng vụ này. Mày mà nói ra mày sẽ chết. Dạ Dượng cứ yên tâm. Đi. Dạ. Cậu Tư nhà hội đồng, cho dù có cưới mày đi nữa, nhưng một khi mày không còn nguyên dạng thì làm sao cậu Tư có thể nghe lời mày mà tu tâm sửa tính được chứ? Cha à. Cha tính toán chi mà gấp rút dữ vậy? Chuyện này là chuyện hệ trọng mà, đâu phải cha tính toán một bữa hai bữa là tính được hết thảy đâu cha. Cha biết rồi, nhưng mà thầy nói á, tháng sau ngày 16 là ngày tốt nhất ở trong năm. Nếu mà mình không chọn ngày đó thì ít nhất là một năm sau mới được. Thì như vậy nó sẽ không hay con à. Cha à, tự dưng á hả, một mực cương quyết phải rước con gái nhà đó về đây mừng dâu cho nhà mình. Khắp cái xứ Bạc Liêu này hả, không còn nhà nào môn đăng hộ đối nữa hay sao á cha? Bây giờ mà tìm kẻ có gia thế xứng đáng nhiều lắm con. Nhưng mà tìm cái người nết na lễ phép mà biết cách ăn cách ở hợp tình hợp lý á, khó lắm. Tụi bay á chỉ biết bàn luận không à, mà quy xét con người á, đánh giá người ta qua cái gia thế không à. Như vậy là thiển cận lắm con biết không? Tại cha không biết đó thôi. Người bây giờ hả, người ta thâm độc lắm. Trời ơi, thiếu gì kẻ hả, chỉ muốn mang cái tiếng nết na trên chót lưỡi đầu môi. Chủ yếu là muốn lừa bạc tiền thôi đó cha. Cha mang danh á là hội đồng tài trí nhất cái xứ này. Không lẽ cha lại không biết mấy chuyện đó sao cha? Mày im đi nghe. Bà thấy chưa, nó ăn nói với tôi như vậy đó. Bà dạy dỗ nó làm sao mà bây giờ nó lại dạy đời cho tôi nữa, cách sống cách ở đời nữa, bà thấy chưa? Nè, bà liệu đi nghe. Bà coi được không được, bà tống cổ cho tụi nó ra riêng hết đi. Chứ tôi không muốn mai mốt đem con dâu về đây nè rồi xào xáo gia can, biết chưa? Con xin lỗi cha. Còn gì cái? Cái gì? Má à, hồi nãy á, sao má không lên tiếng bình con được chút đỉnh nữa, làm cha la con quá trời luôn à. Rủi mà cha giận quá, cha đuổi con ra khỏi nhà thì sao hả má? Khoan, chuyện đó thì để má tính kiếm đường xoa dịu cha bay. Nhưng mà bay á cũng bỏ cái tánh ăn nói hồ đồ đi ngang, để không thôi có ngày mang quà đó. Chỉ là con ấm ức quá cho nên con không có kìm lời lại được chứ bộ. Mà con thật tình là con lo lắng lắm á má. Cha mình thương nó nhiều như vậy, lỡ mai này mà rước nó về tới nhà rồi, nó sẽ không coi má con mình ra cái gì hết á. Ôi, chuyện này bay không phải lo. Má sẽ khiến nó phải chịu gấp trăm ngàn lần những gì má con mình phải chịu bây giờ. Thank you.
Mẹ lên. Mẹ lên. Sao giờ này Thảo vẫn chưa tới? Hay là nhà cô ấy có chuyện gì rồi? Làm sao mà con ước chưa dục lọt gì nè? Một con té xong hả? Dạ, bữa nay con thấy trời hơi nóng nên con ra tắm xong. Bây giờ con vô nhà con thay đồ đi rồi con ra đây. Cha có chuyện muốn nói với con nè. Đi đi con, không thôi dạ, nữa. Để lúc khác được không cha? Bữa nay con muốn được yên tĩnh một mình. Trời ơi, em nhớ anh quá à. Sao lâu quá anh không tới đây vậy? Nếu sau này mà anh có vợ á, anh còn nhớ tới tụi em không? Có gì đâu, nhớ gì nhớ. Trời, mà nói thiệt á, không ai quản được nổi tôi đâu. Lấy vợ làm gì? Nè, nói trước nghe, nếu như mà mấy em làm cho tôi vui thì tôi sẽ thường xuyên lui tới. Nhớ đó nha. Nếu anh không tới em buồn dữ lắm á. Buồn phải không? Buồn thì tôi phải buộc bo. Dạ. Nè. Đó. Vui chưa, vui chưa? Vui rồi. Nhìn mặt là biết vui rồi. Vui thì gót gỗ dạ. Đấy. Trời ơi, ở không quá. Vô. Ừ. Vô. Ừ. Cậu Tú, bữa nay cậu rảnh rỗi đi dạo hả? Dạ phải. Thôi, để tao đi chợ. Mày lo đi cuốc đất đi. Dạ, má đi cẩn thận nha. Ừ. Cái chân đỡ chưa? Cũng đỡ đỡ rồi. Xin lỗi anh, em không còn xứng đáng với anh nữa. Cậu ngồi để chờ chút, con gái tôi nói gì liền hả? Dạ, cảm ơn bác. Dạ, con xin phép. À.
Trà ngon không cậu? Dạ trà ngon lắm bác. Sức khỏe của bác vẫn ổn hả bác? Tôi vẫn khỏe, cảm ơn cậu. Dạ thôi chắc con xin phép bác con về trước. Dạ, có gì con ghé lại sau. Con chào bác. Chào cậu. Ủa, Thảo đó hả con? Dạ cha. Con về hồi nào vậy? Hồi nãy có cậu thanh niên nào đó đến tìm con đó. Dạ. Ủa bay sao vậy? Hổm rại cha thấy bay giống như là người mất hồn vậy. Bộ có chuyện gì hả? Dạ không có sao đâu cha, con chỉ hay nghĩ tới chuyện mông lung thôi. Cậu ta nói là cậu ta tên là Tú, rồi bay quen với cậu ta thì sao hả? Mà hình như là cậu ta không phải là người xứ này thì phải. Dạ tụi con chỉ tình cờ gặp nhau ở bên ngoài thôi cha. Con nhỏ này hổm rại nó bị cái gì vậy ta? Thì khó hiểu quá. Bao nhiêu vậy? Dạ 2 hào ạ. Nè. Dạ cảm ơn cậu. Cảm ơn nha. Gà ở đâu mình mang về nữa vậy? Tôi mới mua nè. Mình thấy nó sao? Tối ngày hết chim rồi lại tới gà. Tôi không biết mình có phải là người mấy mươi tuổi không nữa. Ai cũng có sở thích riêng. Tôi chỉ thích chơi chim với gà, chứ có phải mê rượu chè cờ bạc hay đàn bà đâu mà mình trách tôi. Điều tôi trách ở đây là mình lớn già cái đầu rồi mà không biết nhìn xa trông rộng kìa. Tối ngày chỉ biết lo chim gà, ba cái vô ích này thì được cái gì hả? Miễn thấy vui là được rồi. Sao Thảo lại tránh mặt mình chứ? Có khi nào cha cô ấy biết được cấm cản cô ấy đến với mình không? Cũng không phải. Nếu thật sự như vậy, Thảo sẽ cho mình biết. Vì cả hai đã hứa dù gặp nghịch cảnh nào cũng cùng nhau vượt qua mà. Càng nghĩ càng khó hiểu. Sao cô ấy lại có vẻ né tránh mình chứ? Thảo à, tại sao em lại tránh mặt anh vậy Thảo? Hả? Nói cho anh biết đi, lý do tại sao em tránh mặt anh vậy? Thảo à, em hãy nhìn thẳng vào mắt anh nè, nói cho anh biết đi, tại sao em lại tránh mặt anh? Thảo, anh hãy quên em đi. Tại sao? Hãy cho anh biết đi, đã xảy ra chuyện gì với em phải không? Thảo à, tình cảm anh dành cho em cũng thừa biết mà. Nếu như em không nói ra chuyện đó thì anh sẽ đứng trước nhà em cho tới khi nào em chịu nói ra lý do em tránh mặt anh mới thôi. Em không còn xứng đáng với anh nữa. Em bị người ta làm nhục. Thảo à, không sao đâu. Chuyện đó đối với anh không quan trọng. Nhân cách con người em mới là điều đáng quý. Thảo ơi, đối với anh, em là một cô gái có phẩm chất tốt và đáng trân trọng.
Minh. Nếu như sau này Mơ Tư sinh được con á, thì mình có sợ là toàn bộ tài sản nó sẽ thuộc về tay cậu Tư không? Cũng có thể. Vì nếu như anh chị hai không sinh được người nối dõi, chẳng lẽ mình không ngại là mình sẽ bị thua thiệt nếu như mà vợ chồng cậu Tư giành phần hơn mình thì sao? Cha rất công bằng, em không có lo điều đó. Mình đúng là tâm phật thiệt đó, nhưng tôi sợ vì điều này chỉ khiến cho mình thiệt thòi hơn mà thôi. Đâu có ai biết được sau này cha có thay đổi gì, đúng không? Có chuyện gì không vui sao cha? Hôm nay con có gặp ông hội đồng tâm rồi phải không? Dạ. Ông hội đồng tâm đánh tiếng với cha là muốn cưới con cho con trai của ổng. Dạ, rồi cha trả lời làm sao? Cha cũng chưa trả lời gì hết. Nhưng mà cha thấy ông hội đồng là một người nhân đức. Cha thấy nếu con về nhà đó làm dâu thì con sẽ có cuộc sống tốt. Cha, không được đâu cha. Con không muốn lấy con trai của ông hội đồng. Sao vậy con? Tại vì con chưa có muốn lấy chồng. Con không có muốn xa cha. Cha thì nghĩ trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Con nay thì cũng đã lớn rồi, con cũng nên tìm cho mình một tấm chồng đi. Con được ông hội đồng chấm như vậy theo cha là tốt xấu lắm đó con. Thôi con vào trong lo cơm nước đi. Dạ. Sức khỏe, đi đường bình an nha. Em đừng có lo, anh tự biết lo cho mình mà. Em ở lại nhớ đừng thăm công tiếc việc, nhớ ăn uống đầy đủ vô, giữ gìn sức khỏe. Nhà có hai cha con à, lỡ mà em ngã xuống rồi thì ai chăm sóc cho cha em đi? Em biết rồi. Tự dưng lần này anh lại chẳng muốn rời đi chút nào hết, trong lòng nó cứ thấp thỏm sao á. Nếu sau này em mừng chia có lỗi với anh có tha thứ cho em không? Sao tự dưng hôm nay em lại hỏi anh chuyện này? Bộ nhà có chuyện gì hả em? Không, tại vì em lo xa nên hỏi lung tung vậy mà. Em đừng có nghĩ ngợi nhiều, đặng thêm lo lắng không có hay. Chỉ cần biết em đang chờ, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh hứa chắc chắn anh sẽ trở về mà. Ngày xa đi song song tiến đưa, con nước chia anh đi nha. Dạ. Trăng sau anh sẽ đưa cha anh qua hỏi cưới em. Chờ anh nghe Thảo. Chuyện ngày xưa chôn chặt vào lòng. Nè, cô làm cái gì vậy Thảo? Hả? Sao mà con bốc tùm lum vậy? Con đang suy nghĩ về cái gì vậy? Dạ, con xin lỗi cha. Con có biết con làm như vậy là nguy hiểm lắm không? Nghề của mình á là cứu người mà con bốc thuốc lộn như vậy, người ta uống rủi người ta chết rồi sao? Dạ con biết rồi, con xin lỗi cha.